Theo lời kể của các công nhân, khoảng 2 giờ 30 phút chiều nay, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà xưởng chứa sơn đang tạm ngừng sản xuất. Sau đó, lửa bốc lên từ bên trong nhà xưởng. Mọi người dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Biên Hòa đã điều động 5 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Đến 4 giờ chiều nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Một phần mái tôn nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Khói lan ra khắp khu vực đường số 13, khu công nghiệp Tam Phước. Mấy ngày qua, liên tục xảy ra các vụ cháy nhà xưởng và cháy ở khu công nghiệp, gây thiệt hại lớn về tài sản.